Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái game có cái tựa là Hello Star. Đây là một cái game rất là dễ thương. Như các bạn thấy trên màn hình đây, có anh chàng này múa rất là sung luôn. Thì nhiệm vụ của chúng ta là trên màn hình mình sẽ có một cái nút đỏ này. Chúng ta sẽ vẽ ra một cái đường. Cái đường này nó rớt xuống thì nó đẩy cái viên này trúng bên này là mình sẽ chiến thắng. Game này nó có rất nhiều level. Mình sẽ cố gắng vượt qua nhiều nhất có thể. Bạn nào thích thì có thể download cái game này phim dưới phần mô tả của video nhé. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Yes. Ở cái phần đầu tiên khi mình mở game lên thì nó có hướng dẫn mình nè. Mình sẽ quẹt theo đây nha các bạn ha. Yes, nó sẽ đẩy nè. Game này khá đơn giản đó các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu từ level số 1. Ở đây nó chỉ mình coi mình lít vô đây để làm gì đây. Nó kêu mình bỏ ra tiền để mà nâng cấp. Mình lít vô. Lít vô. Nâng cấp cái lo đó các bạn. Ở nhạc á. Cái nhạc cũng khá là hay đấy. Ok, bây giờ level này mình làm sao mình đẩy cái cục này xuống đây. Đây thì hồi nãy nó có chỉ mình đó. Mình vẽ cái đường cong nè. Yeah. Ok. Dễ quá. Level số 2 của mình đã quá. Tiếp tục. Mình cho rớt xuống đây thôi. Thì những cái level này ban đầu khá là dễ các bạn. Nó chỉ cho mình chỉ đơn giản mình vẽ mấy cái đường cong là ok rồi đó. Quá luôn. Quá dễ. Ok, chưa có cái gì khó cả. Bạn nào mà không vượt qua được những level này thì để lại comment nhé. Mình thì chơi rất là giỏi. Đang ngủ mà để vậy đó các bạn. Ok, mình sẽ cho nó rớt xuống đây, xuống đây. Ok, như vậy thì cái này chúng ta không cần phải suy nghĩ gì nhiều cả. Đó, thì mình chỉ vẽ một cái đường như vậy thôi. Ở những level đầu này nó khá đơn giản đó. Nó kêu mình mở cái hộp hả? Ủa, mở cái hộp làm gì? Mở cái hộp thử coi. Nhận quà đó các bạn. Vô tiền đi. Yes, được 200. Tiếp tục. Level số 6. Hãy đánh thức Mr. Sleepy. Như vậy mình cho cái này nó rớt xuống là nó chạy thôi. Như vậy đây mình sẽ vẽ một cái dốc nè. Đó. Quá dễ đúng không các bạn? Wow, ở đây thì chúng ta làm sao chúng ta thoát ra khỏi cái chỗ này là được nè. Vậy đây mình sẽ vẽ một cái đường cong thôi. Một cái đường cong. Wow. Đây mình vẽ chưa tới các bạn ơi. Mình sẽ vẽ lại nè. Tệ quá. Bạn nào mà vượt qua cái này mà hãy để lại comment cho mình biết nha. Tiếp tục. Level tiếp theo. Cái này cẩn thận nè, chúng ta sẽ làm coi chừng nó dướng qua cái chỗ này nè. Đây thì chắc mình chỉ cần vẽ một cái thanh dài quá thôi. Đấy. Đó. Yes. Nãy mình vẽ không có kỹ các bạn. Đấy, đây mình cũng vẽ một cái đường qua thôi. Cái này nó rất là dễ. Yeah. Trong game này thì chúng ta có cái phần trăm á. Phần trăm ở trên á thì nó cho phép mình được vẽ được bao lâu đó. Ok, mình tiếp tục. Level số 9. Nó là nhanh ha các bạn ha. Cái này rớt xuống, nó sẽ rớt đây nè. Cho nên mình sẽ làm một cái đường nối nè. Đường nối từ đây tới đây nè. Yes. Đó, chạy lướng. Yes. Như vậy chúng ta làm sao đẩy cho anh này anh thức đó. Tiếp tục. Quá dễ các bạn. Tiếp tục đánh thức anh Mr. Sleepy. Rớt tới đây. Này mình phải kéo một đường tương đối dài để cho nó chạy mạnh đó. Cho nên mình phải quẹt từ đây nè. Yes. Đó. Mạnh quá thì nó có thể nó sẽ vượt qua luôn đấy. Câu số 12. Bây giờ nó sẽ hướng dẫn mình phức tạp hơn. Mình muốn cho cái đường này đi tới đây mình có thể vẽ hình tam giác nè. Lên luôn. Lên nóc nhà là bắt con gà. Yes. Ở cái này là cái gì đây? Open thử cái này là cái gì? Cái này mình không biết là cái gì nữa. Thôi kệ nó đi. Rồi cẩn thận nha. Ở đây thì mình phải có một cái dốc chạy qua đây. Ok. Oh no. Dễ quá mà tại sao mình làm không được?
Yes, yes. Nãy mình kéo chưa tới. Yes. Đâu dễ chứ mà có mình bị gì là chúng ta sẽ không vượt qua được đâu đó. Rồi cái này cũng vậy thôi. Đấy, kéo lên. Yes. Yeah. Những level này khá là dễ các bạn ơi. Này mình nghĩ là hôm nay mình có thể vượt qua tới 50 level luôn đấy. Ủa, này nó rớt xuống đây. Yes. Mình sẽ cho một cái đỡ ở đây nè. Một cái đỡ ở đây nha. Rồi đây mình sẽ quẹt lên đây chứ. Oh my god, nó không cho mình vẽ nữa. Wow, hết mực rồi. Bây giờ sao? Chơi lại. Ủa sao ngỡ vậy ta? Nó không cho mình, nó không cho vẽ các bạn ơi. Kìa. No. Sao vậy ta? Yes. Sao kỳ nãy mình vẽ dưới đây nó không cho các bạn, mình phải vẽ trên trước. Chơi kỳ. Tiếp tục đánh thức anh Mr. Slippy. Quá vậy luôn. Yes. Chết chưa. Em còn 100% nè, nhiều lắm. Ok, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Có thể cẩn thận chỗ này rớt nè. À, mình sẽ cho nó, mình sẽ cho nó mạnh đi. Nhớ nha các bạn, cái cây phải đủ mạnh nha. Yes. Cái cây chúng ta phải đủ dài. À, cái này làm gì đây? Rux. Rux, để coi được thưởng đó. Để vô coi. Rux, 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 rux. Oh, được tên lửa. Tên lửa để làm gì? Upgrade. Yes. Yes. Mặc đồ, cái này mình mặc đồ cho cái stickman này. Yes, stickman của mình ok rồi. Mình sẽ nâng cấp thôi. Upgrade. Tên lửa là cái gì đây? Wow, tiền. Upgrade. Yes. Quá đẹp luôn. Level 18. Mình sẽ cho bên nào cũng được. Tại vì này nó đối xứng mà. Mình sẽ cho nó chạy cho qua đây. Cho qua đây. Qua đây. Ok, nhẹ thôi, nhẹ thôi. Mình chạy nhẹ thôi nha. Yes. Oh, perfect. 18 nha. Bạn nào mà chơi vượt qua mình hãy để lại comment cho mình biết nha. Còn bây giờ thì tiếp tục thôi. Cho nó chạy qua đây, cho nó chạy qua đây, cho nó chạy qua đây. Yes, mình phải nhanh thôi. Mình phải nhanh thôi. Yes. Yes, quá dễ. Tiếp tục. Ủa sao nó không mặc đồ ta? Nãy mình nhớ mình có mặc đồ mà. Rồi, bây giờ ok, mình sẽ giải hình tam giác chạy xuống đây nè. Yes, nè. Yes. Yes. Oh, 88%. Mr. Lippy, hãy ngữ vậy đi. Mình đi đường nào cho nó gần đây. Chạy qua đây, chạy qua đây, chạy qua đây. Không được, chạy qua đây, chạy qua đây. Ok, qua đây, qua đây, qua đây. Pup, pup. Móc qua đây, không được. Móc qua đây, rồi móc qua đây. No. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chơi ngu rồi, chơi ngu rồi, chơi ngu, chơi ngu rồi. Chơi ngu rồi, chơi ngu rồi. Chơi ngu rồi, chơi ngu rồi. Chơi ngu rồi các bạn ơi, chơi ngu rồi, chơi ngu rồi, chơi ngu rồi. Thôi mình chơi lại. Ôi kỹ ta. Cái này, mình dựa đây, ok. Yes. Ok. Block falling object. Ok, nó đỡ đấy. Nó vẫn đỡ được nè. Để mình thử coi tại sao nó phải kêu mình làm cái block này nè. Tại vì cái này nó rớt xuống nè, đúng rồi. Cái này nó xong. Vậy là bắt đầu từ màn này nó sẽ khó lên đó các bạn. Ok, level 22, quá dữ. Yo. À, cái này nó sẽ rớt xuống nè các bạn ơi, cho nên mình phải tìm cách nào mình lock nó lại nè, để cho nó chặn nè, cái này xuống nó sẽ chặn nè.
Ok, làm sao để cho cái này lên đây thì phải qua đây luôn. Ok. Lúc lại. Cái này dạy qua đây. Này phải lóc lại nè. Yes. Yes. May mắn quá. Bạn nào vượt qua thế chơi mình biết nha. Còn rất là may mắn. Mấy cái này nó rớt xuống sẽ cản lại các bạn. Oh my god. Càng ngày càng khó các bạn ơi. Những level này khó quá. Rớt xuống đây mình sẽ cản anh này lại. Ok, mình sẽ cản lại. Như vậy thì làm như thế nào đây? Ta 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 ta. Này nó rớt xuống nè các bạn, cái này nó rớt nữa nè. Ok, mình hiểu rồi. Yes, này mình móc lại nè. Yes, đó. Yes. Thì ra là vậy, nó chỉ có những cái màu cam nó rớt thôi, còn màu xanh nó giữ lại đó. Nãy mình tưởng mình hiểu nhầm á. Ok. Tiếp theo level 25, mình mới tới 25 thôi. Rồi cái anh này chạy xuống. Ok, thì như thế nào? Mình móc một cái, mình móc ở đây, móc từ đây qua đây. Đây nè, này tới đây cái mình buông cái nó đập xuống nè. Ok, mình móc dài. Nếu mình móc bên đây thì nó khá là dài đó. Ok. May mắn quá, 25. Vượt qua mình đã vượt 26 rồi. Tiếp tục. Hit the bot. Sẽ được gớt vào trúng bot nè. Quá dễ luôn. Cái này mình không cần phải dùng nhiều lực đâu. Yes. Quá may mắn. Ok, gớt qua đây. Bây giờ mình tự cho nó rớt xuống này, có thể nó sẽ rụng ở đây đây. Cái này mình cẩn thận chỗ này thôi. Đây mình chỉ cần gào đây thôi. Yes. No. Yes. 27, cố gắng nha, cố gắng ba mạng nữa nha. 28 đây, rớt rớt kịch kịch. Cẩn thận. Chắc chắn cái này nó rớt xuống đây nó sẽ qua bên đây nè, cho nên mình sẽ rào ở đây là ok nè. Ok, mình sẽ rào ở đây thôi, mình móc lại. Yes. Oh my god, cái này sao đây? Ok, mình sẽ móc lại thôi, móc lại. Yes. Chiến thắng. Yes. 29, còn một màn nữa thôi, mình sẽ vượt qua luôn. 30. Đây. Yes. Ok, hôm nay mình sẽ chơi khoảng 30 màn thôi. Bạn nào mà chơi một lần mà nhiều hơn 30 màn hãy lại là comment cho mình nhé. Hôm sau mình sẽ tiếp tục chơi game này, mình thấy là khá là hay đó các bạn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.